Đây là lõi của chiếc máy ấp trứng tự động 5.000 trứng, à 6.000 trứng, 6.000 trứng vịt. Đây là chúng tôi dựng dựng trước, dựng thử trước khi đi lắp cho khách. Chưa có vỏ. Chiều cao của máy này là 2,2 m. Sức chứa tối đa được 6.000 trứng vịt. Đây là kiểu máy chân trụ cố định, dùng cho hộ gia đình ấp trứng kinh doanh với quy mô nhỏ, từ 5.000 tới 10.000 trứng. Kiểu chân trụ cố định này có một ưu thế là không phụ thuộc vào địa hình lắp đặt, không yêu cầu là phải có hành lang rộng và phẳng, có thể tận dụng diện tích nhỏ hẹp, cũng như là vận hành của nó rất là dễ. Đây là nguyên hình ảnh, toàn bộ hình ảnh của chiếc lõi bên trong của máy. Những chiếc khe này dùng để cài khay trứng.